Anea, vợ của thủ môn người Việt kiều Philip Nguyễn, đang trải qua một hành trình đầy thú vị từ Cộng hòa Séc trở về Việt Nam quê hương của cha cô. Với nguồn gốc lai giữa Việt Nam và CSC, Aneta tỏ ra khá thoải mái khi quyết định sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt khi chồng cô Philip Nguyễn sẽ thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội trong những năm tới. Mặc dù đã cố gắng thích nghi, sự chuyển đổi môi trường sống vẫn mang đến cho Aneta một số thách thức. Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, nàng oác Việt kiều chia sẻ về khó khăn chính mà cô đang đối mặt tại Việt Nam thời tiết nóng ẩm. Aneta nói, điều gây khó khăn nhất đối với vợ chồng chúng tôi khi chuyển đến sinh sống tại Việt Nam đó chính là thời tiết. Ở Việt Nam thực sự quá nóng với chúng tôi. Tuy nhiên, Aneta vẫn rất phấn khích khi được khám phá quê hương của cha chồng và trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Cô cho biết gia đình họ đã có kế hoạch thú vị cho nhiều chuyến du lịch trong tương lai để thêm hiểu biết về đất nước này. Aneta cũng không giấu được niềm tự hào về chồng mình, thể hiện qua màn trình diễn xuất sắc của Philip Nguyễn trên sân cỏ. Chia sẻ về trận đấu gần đây của câu lạc bộ Công an Hà Nội, nơi mà chồng cô có màn trình diễn ấn tượng, Aneta cho biết, đây là lần đầu tiên tôi đến sân hàng đấy, bầu không khí ở đây thật tuyệt vời. Về chồng tôi thì tôi nghĩ mọi người đều đã có những đánh giá của riêng mình rồi. Chồng tôi có kỹ năng chơi chân tốt. Ở trận đấu vừa qua, màn trình diễn của anh ấy cũng tương tự như vậy. Với sự ủng hộ và tình yêu của Aneta, Philip Nguyễn tiếp tục ghi dấu ấn tại câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trận đấu gần đây giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC đã chứng kiến sự tự hào của Philip Nguyễn khi anh không chỉ giúp đội bóng giành chiến thắng mà còn có cơ hội chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ cùng con trai và các đồng đội.